tổng là 50 ngàn á. Đúng một tấm lên. Cười coi. Cười coi. Đồ con khỉ. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay lại video của mình. Thì bây giờ mời mọi người theo chân anh em mình xuống dưới là sẽ biết cái nội dung trong video ngày hôm nay nha. Nay là ngưng câu anh em. Đi quăng chài luôn. Hy vọng là lên cá khủng. Phía trên kia là sâu hơn. Chỗ nào cái này thì dễ ăn thôi. Mất rải. Nhát đầu tiên nha anh em. Nhẹ nhẹ nó không động. Ồ, đẹp đâu. Gì vậy? Mới cái đầu tiên mà thất bại. Một chai một. Quá đã. Rum lại cho mọi người cùng xem. Một chai đây luôn. Đó. Hôm nay mùa mưa câu sướng anh em ạ. Ra nữa rồi. Tâm rồi. Ra mất tiêu. Mát cho nha. Này chỉ có đi bơi thôi chứ còn cá mát gì. Tin. Nhưng mà cá hồi này già lắm rồi đấy. 4-5 năm. Bắt thủ trước đi. Lỡ xíu nữa nó động cá nó trốn. Lội đại xuống đây, tí nó khô gì đâu. Nó ra nó phải đi thêm tằm. Đấy, tằm đang trong lưới mà. Tằm trong lưới. Còn không?
chỉ hơi nhẹ hay sao á. Ba ký, ba ký, ba ký. Wow, nước nóng vậy. Ôi trời ơi, đồ sao vậy? Đồ mà. Đi chơi cái gì lại đấy? Bơ này, bơ, bơ, bơ. Đồ mà hôn một cá người ta. Ôi trời. Má nó có tông vô cái mình à. Ô, đây thành quá nhanh nha. Ba ông đi bơi lặn. Ô, cỡ 20 ký. Hai em cá mè, ba em cá mè. Ba mè. 4 cắm cỏ, 5 trôi đêm. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Có bà cá lăng, lăng đuôi đỏ này. Ba em mè, trời bá lửa. Đầu nó bự hơn bàn tay mình. Xin cảm ơn mọi người.